Amber Heard được tăng gấp đôi thời lượng trong Aquaman 2, tố Johnny Depp dùng tiền mua nhân chứng. Theo báo cáo về các buổi chiếu thử nghiệm gần đây của Aquaman and the Lost Kingdom đã tiết lộ rằng Amber Heard có thể sẽ có nhiều thời lượng xuất hiện trong cảnh phim hơn so với những gì được đồn đoán trước đó. Cụ thể, trong lúc diễn ra vụ kiện ồn ào với chồng cũ Johnny Depp, đã xuất hiện nhiều tin đồn cho rằng thời lượng lên hình của Amber Heard đã bị cắt giảm đi nhiều. Đỉnh điểm là khi tổng cộng cắt phân cảnh lại, thì thời lượng Mera, Amber Heard thủ vai xuất hiện chỉ vỏn vẹn có 10 phút. Thậm chí cũng có nhiều đồn đoán cho rằng hãng phim sẽ cắt hẳn vai diễn Mera ra khỏi bộ phim. Chính Amber Heard cũng từng nói trong phiên tòa kiện tụng với Johnny Depp rằng tôi đã được đưa cho một kịch bản và sau đó đã có nhiều thay đổi được đưa ra trong kịch bản đó. Hầu hết các phân cảnh hành động của tôi đều bị cắt bỏ. Về cơ bản thì họ, tức Warner Bros. Và DC Film, đã loại tôi rồi. Tuy nhiên có vẻ như bây giờ, ít nhất là trong thời điểm hiện tại cho thấy gió đã đổi chiều, Aquaman and the Lost Kingdom đã và đang trong quá trình chiếu thử nghiệm. Điều đáng nói là thời lượng của Amber Heard trong phim đã tăng lên một cách đáng kể. Cụ thể, thời gian xuất hiện của cô là 20-25 phút, gấp đôi so với những gì đã được đồn đoán trước đó. Theo Outlet, Warner Bros. Đã tổ chức một cuộc họp để quyết định xem liệu Heard có tham gia vào bản cắt cuối cùng của bộ phim hay không. Và có vẻ như việc loại bỏ hoàn toàn người đẹp có khuôn mặt tỷ lệ vàng ra khỏi bộ phim sẽ làm ảnh hưởng tới cả cấu trúc câu chuyện của Aquaman 2. Hơn hết, việc quay phim lại cũng sẽ mất khá thời gian cùng tiêu tốn theo hàng triệu đô la. Hiện tại, Aquaman 2 đã bị hoãn chiếu và sẽ không ra rạp cho đến tháng 3 năm 2023. Đồng thời, sau vụ kiện ồn ào với chồng cũ Johnny Depp, Amber Heard dường như chẳng còn cơ hội để quay trở lại Hollywood. Nhiều fan hâm mộ của Depp nói riêng và Aquaman nói chung đã rất không hài lòng về việc Warner Bros. Giữ Amber Heard ở lại trong phần mới nhất của phim. Điển hình là bản kiến nghị loại cô khỏi Aquaman 2 đã đạt hơn 4 triệu chữ ký. Gần 2 tuần sau khi bị tòa xử thua Johnny Depp, nữ diễn viên nhận lời phỏng vấn của kênh NBC. Amber Heard nói vụ kiện đã bị dẫn dắt bởi mạng xã hội, nhưng cô hiểu vì sao bồi thẩm đoàn đứng về phía Johnny Depp. Họ ngồi đó và suốt 3 tuần ngồi nghe các nhân chứng được trả tiền đến để đưa lời khai trước khi kết thúc phiên tòa. Cô nói, Amber Heard nói thêm, tôi không trách họ, tôi hiểu vì sao họ phán quyết như vậy. Anh ấy được mọi người yêu thích và mọi người cảm thấy mình biết rất rõ anh ấy. Anh ấy là diễn viên tuyệt vời, Amber Heard nói. Tuy bị xử thua kiện bị buộc bồi thường cho chồng cũ 15 triệu đô, nhưng nữ diễn viên Aquaman nói cô không quan tâm mọi người nghĩ gì về mình hay phán xét về cuộc hôn nhân cũng như chuyện đời tư của mình. Nữ diễn viên cho rằng một người bình thường không thể hiểu những chuyện xảy ra ở phía sau cuộc hôn nhân đó nên cô không bận tâm. Mặc dù vậy, Amber Heard cho rằng cộng đồng mạng đã thiếu công bằng. Ngay cả khi có ai đó nghĩ rằng tôi xứng đáng nhận lại sự ghét bỏ hay những lời chỉ trích thậm tệ, hay ngay cả khi bạn nghĩ tôi đang nói dối, thì các bạn cũng không thể nói với tôi rằng điều đó là công bằng, nữ diễn viên nói. Tờ People liên lạc với người phát ngôn của Amber Heard về lý do cô quyết định trả lời phỏng vấn truyền hình. Đại diện của nữ diễn viên cho hay, đội ngũ pháp lý của Johnny Depp đã dẫn dắt truyền thông nhiều ngày trước vụ kiện với rất nhiều cuộc phỏng vấn phát ngôn trên truyền hình và bản thân Johnny Depp cũng làm như vậy trên mạng xã hội. Cô Heard chỉ muốn đáp lại những gì họ đã làm tuần trước. Cô ấy muốn bày tỏ suy nghĩ và cảm xúc của mình, những điều mà cô ấy không được phép thể hiện ra khi làm chứng trước tòa. Vụ việc của Johnny Depp và Amber Heard đã trở thành đề tài bàn tán rộng rãi trên mạng xã hội. Các video từ phiên tòa thường xuyên đạt hàng triệu view và người xem trên TikTok và Twitter có thể đưa ra các nhận định riêng của họ về vụ việc mà phần lớn đứng về phía nam diễn viên. Hashtag Justice for Amber Heard, công lý cho Amber Heard trên TikTok chỉ có 92 triệu view, trong khi hashtag tương tự cho Johnny Depp đã vượt mốc 20 tỷ. Johnny Depp kiện Amber Heard tội phỉ báng vì bài báo cô viết năm 2018, mô tả mình như một nạn nhân của bạo hành gia đình. Nam diễn viên đòi vợ cũ bồi thường 50 triệu đô, trong khi Amber Heard cũng đâm đơn kiện ngược Johnny Depp sau đó với tội danh tương tự nhưng đòi bồi thường gấp đôi. Phiên xử kéo dài 6 tuần, từ ngày 11 tháng 4 và ngày 1 tháng 6, tòa Virginia đã ra phán quyết Johnny Depp thắng kiện. Amber Heard phải bồi thường cho chồng cũ 15 triệu đô, còn ngôi sao Pirates of the Caribbean phải đền bù cho vợ cũ 2 triệu đô.